Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Tổng thống, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine hé lộ tình trạng phản công Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny được cho là đã hé lộ tình trạng của Ukraine trong cuộc phản công chống lại Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Economist được đăng ngày 2 tháng 11, tướng Zaluzhny thừa nhận rằng 5 tháng phản công của Ukraine không thu được nhiều kết quả. Ông nói rằng giống như trong Thế chiến thứ nhất, chúng tôi đã đạt tới trình độ công nghệ khiến chúng tôi rơi vào bế tắc. Ông Zaluzhny thừa nhận rất có thể sẽ không có sự đột phá sâu và ngoạn mục, mà thay vào đó là sự cân bằng giữa những mất mát và tàn phá nặng nề. Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Simon Schuster của báo Time, Tổng thống Zelensky nói rằng không ai tin vào chiến thắng của chúng tôi như tôi, không có ai. Ông còn nói rằng việc khơi dậy niềm tin đó vào các đồng minh của Ukraine sẽ lấy đi tất cả sức mạnh và năng lượng của bạn. Ông Schuster miêu tả Tổng thống Zelensky là người mệt mỏi, đôi khi cáu kỉnh và lo lắng rằng cam kết của các đồng minh dành cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga đang suy yếu. Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn hướng tới chiến thắng và không ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn hay đàm phán. Đối với chúng tôi, điều đó có nghĩa là để lại vết thương này cho thế hệ tương lai, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn. Vài tháng sau khi Ukraine phát động cuộc phản công, nỗi lo sợ của Tổng thống Zelensky và đánh giá của Tổng tư lệnh Zaluzhny xuất hiện khi thế giới chuyển trọng tâm sang Trung Đông và nguy cơ cuộc xung đột Hamas-Israel có thể trở thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Bản thân Tổng thống Zelensky thừa nhận với Time, tất nhiên là chúng ta không có lợi thế trước các sự kiện ở Trung Đông. Mọi người đang ngã xuống và cần có sự giúp đỡ của thế giới để cứu nhiều sinh mạng. Tổng tư lệnh Zaluzhny cho rằng quân đội Nga đã rút được nhiều kinh nghiệm và thích nghi với cuộc phản công của Ukraine. Nga đã cải thiện chuỗi hậu cần, các nhà máy đang sản xuất khí tài mới và khả năng tác chiến điện tử của nước này đã giảm lợi thế của Ukraine trong lĩnh vực khí tài chính xác. Ông Zaluzhny thừa nhận rằng Nga sẽ duy trì lợi thế về khí tài, thiết bị tên lửa và đạn trong một thời gian. Tướng Zaluzhny cho rằng Ukraine sẽ phải thực hiện một bước nhảy vọt về chất lượng để phá vỡ cuộc chiến tiêu hao liên tục đã bắt đầu. Ông Zaluzhny đã liệt kê 5 yêu cầu chính để đạt được sự tiến bộ, nhưng không có yêu cầu nào trong số đó được giải quyết nhanh chóng và tất cả đều cần có cam kết mới của các đồng minh. Những yêu cầu đó gồm việc giành ưu thế trên không để hỗ trợ các hoạt động trên bộ, phá vỡ các bãi mìn của Nga, tăng hiệu quả việc chống pháo binh như nhắm vào pháo binh của Nga, đào tạo lực lượng dự trữ cần thiết và xây dựng năng lực tác chiến điện tử. Quân đội Ukraine kiệt sức khi chiến sự kéo dài sang mùa đông thứ hai. Historic, một người lính 26 tuổi ở chiến trường phía đông Ukraine, tỏ ra kiệt sức sau những trận chiến không ngừng nghỉ với các lực lượng Nga trong rừng thông gần Crimea. Thời gian nghỉ ngơi của anh bị cắt ngắn chỉ một giờ sau đó, khi một cuộc đọ sức mới nổ ra, buộc người bác sĩ chiến đấu cấp cao này phải trở lại làm việc trong một cuộc giao tranh khốc liệt và kéo dài. Isorik cho biết, chúng tôi đã đọ sức kéo dài hơn 20 giờ. Anh nói với một phóng viên Reuters hôm thứ Năm, chiến đấu không ngừng, tấn công, sơ tán, và bạn biết đấy, tôi đã làm được điều đó. Mô tả của người lính này về các cuộc đụng độ gần đây và sự mệt mỏi mà anh và đơn vị của mình đang trải qua cho thấy sự căng thẳng ghê gớm của cuộc chiến hiện đã bước sang tháng thứ 21. Nó cũng đang đặt gánh nặng lên các nguồn lực và quân đội có hạn của Ukraine. Những người lính Ukraine cũng biết rằng Nga có tiềm lực quân đội lớn hơn, nhiều khí tài và đạn hơn. Họ tự đặt ra câu hỏi là làm thế nào Ukraine có thể đẩy lùi Nga trong cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Tổng tư lệnh Ukraine Valery Zaluzhny đã mô tả tình trạng bế tắc trên chiến trường trong một cuộc phỏng vấn được công bố tuần này, đồng thời nói thêm rằng một cuộc chiến tiêu hao kéo dài sẽ có lợi cho Nga. Zaluzhny cho biết chỉ có những khả năng mới, bao gồm thêm nguồn cung cấp từ các đồng minh phương Tây, cũng như máy bay không người lái sản xuất trong nước, mới có thể lật ngược thế cân bằng theo hướng có lợi cho Ukraine. Isorik đã kể lại những trải nghiệm nghiệt ngã của mình. Isorik phục vụ trong tiểu đoàn của lữ đoàn cơ giới số 67 trong rừng Serebiansky ở vùng Lugansk. Hầu hết tỉnh này đều bị Nga chiếm đóng. Mặt đất bao quanh con đường dẫn tới chiến hào rải rác những hố do đạn pháo bắn tới, và những thân cây cháy đen bị gãy làm đôi sau vụ nổ. Những cuộc giao tranh kiểu này đang diễn ra ác liệt dọc theo các tuyến tiền tuyến chạy từ biên giới với vùng Belgorod của Nga ở phía đông bắc tới tận Biển Đen ở phía nam. Ukraine đã phát động một cuộc phản công vào tháng 6 năm nay nhằm giành lại thế chủ động và cắt đứt đường tiếp tế của Nga bằng cách tiến về phía nam tới biển Azov. 5 tháng trôi qua, mục tiêu đó vẫn là một giấc mơ xa vời. Lực lượng Ukraine vẫn cách bờ biển khoảng 80-90 km và hệ thống phòng thủ rộng khắp của Nga cho tới nay phần lớn vẫn được giữ vững. Michael Kopman, thành viên cấp cao tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, cho biết cuộc xung đột đã đạt tới giai đoạn chuyển tiếp khi cả hai bên đều nắm thế chủ động ở các khu vực khác nhau của mặt trận. Ông nói, nhìn chung cuộc tấn công của Ukraine ở phía Nam đã lên tới đỉnh điểm hoặc sắp đạt tới đỉnh điểm.
ở xa chiến trường, Ukraine đã tìm cách xóa sổ các lực lượng phòng không, máy bay và hải quân của Nga bằng cách sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, với hy vọng rằng các cuộc tấn công như vậy sẽ khiến đối phương khó hỗ trợ quân đội trên tiền tuyến hơn. Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục bắn phá Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa. Trở lại khu rừng xung quanh Liman, Zakhid, một sĩ quan 26 tuổi cho biết giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến sẽ khó khăn và là một bài kiểm tra thực sự về phẩm chất của quân đội. Chúng tôi kiệt sức, nhưng họ đông hơn và họ có nhiều trang thiết bị hơn. Tướng đặc nhiệm sừng sỏ của Ukraine sốc vì ông Zelensky đột ngột sa thải trong đêm, không rõ lý do. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa bất ngờ sa thải chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Ukraine, một đơn vị nổi tiếng với việc tiến hành các hoạt động quân sự trên các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát. Tuy nhiên, vị tướng vừa bị sa thải tuyên bố, ông không hề biết tin mình bị cách chức cho tới khi nghe thông tin trên báo chí. Theo Reuters, ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu qua video hàng đêm ngày 3 tháng 11 rằng đại tá Sergei Lupanchuk giờ đây sẽ chỉ huy lực lượng đặc nhiệm SOF của Ukraine và mô tả ông là một sĩ quan giàu kinh nghiệm và là người chỉ huy phù hợp. Tổng thống Ukraine cho biết người chỉ huy cũ của SOF, chuẩn tướng Viktor Khorenko, vốn mới nắm quyền điều hành lực lượng này từ tháng 7 năm 2022, sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trong Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, ông Zelensky không đưa ra lời giải thích nào thêm về sự thay đổi nhân sự này. Theo New Voice of Ukraine, ông Khorenko đã nói với Urenska Pravda vào đêm 3 tháng 11 rằng ông không hề biết rằng mình sẽ bị cách chức cho tới khi nghe được thông tin này trên bản tin. Cá nhân tôi không biết lý do cho việc sa thải, tôi chỉ biết được thông tin thông qua các phương tiện truyền thông và đã nói chuyện với Tổng tư lệnh Valery Zelushny, nhưng ông cũng không thể cho tôi một lời giải thích, ông Khorenko chia sẻ. Theo ông, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zelushny cũng không biết Tổng thống Zelensky sẽ thay thế chỉ huy SOF cho tới sau khi sự việc xảy ra. Tướng Zelushny hỏi tôi có biết tình hình như thế nào không? Tôi nói với ông ấy rằng tôi không có thông tin gì, Khorenko nói thêm. Khi một nhà báo hỏi có vẻ như tướng Zelushny cũng không biết về kế hoạch của Tổng thống Zelensky, ông Khorenko trả lời, có vẻ như vậy. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine đang đình trệ, tướng Valery Zelushny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận rằng cuộc xung đột đang rơi vào bế tắc. Ông cho rằng cuộc phản công kéo dài 5 tháng của Ukraine nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Nga chiếm giữ, không mang lại thành công. Ukraine hiện đang rơi vào tình thế bấp bênh trên nhiều mặt trận. Trong một bài bình luận trên The Economist, tướng Valery Zelushny đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc của ông về cuộc phản công. Ông cho rằng cuộc phản công kéo dài 5 tháng của Ukraine nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Nga chiếm giữ không mang lại thành công. Giao tranh thường diễn ra trên một vài km vuông lãnh thổ với tổn thất lớn về số lượng binh lính. Suốt 5 tháng qua, Ukraine chỉ tiến được 17 km vào các khu vực tranh chấp. Còn phía Nga cũng bị lún sâu vào cuộc chiến không ngừng nghỉ để giữ vững quyền kiểm soát Bakhmut, một thành phố tương đối nhỏ trong gần 10 tháng. Những diễn biến này đã vẽ ra một bức tranh nghiệt ngã về chiến trường đang rơi vào bế tắc, không bên nào có khả năng giành chiến thắng quyết định. Ông Zelensky cũng nhận định cuộc chiến với Nga đang chuyển sang giai đoạn mới với những cuộc giao tranh trên chiến hào và các trận đánh đi vào chiều sâu một cách mệt mỏi. Để phá vỡ bế tắc, Ukraine cần phải có bước nhảy vọt về công nghệ. Trong khi đó, giới phân tích cũng cho rằng cuộc phản công của Ukraine nhằm xuyên thủng tuyến phòng thủ kiên cố của Nga đã bộc lộ những lỗ hổng về chiến thuật, ngay cả khi Kiev có sự trợ giúp của phương tiện và vũ khí hiện đại mà phương Tây cung cấp. Các lữ đoàn mới thành lập của Ukraine hiện đang gặp nhiều khó khăn ở phía Nam hướng tấn công chính. Ukraine đã thực hiện nhiều thay đổi về nhân sự, đặc biệt là thay thế và bổ nhiệm các chỉ huy mới, nhưng tình hình trên thực địa vẫn rất nghiêm trọng. Nguy cơ Ukraine bị bao vây ở Avdiivka. Tại thị trấn Avdiivka ở miền đông, quân đội Ukraine đang cố gắng tránh bị bao vây sau khi Nga thực hiện cuộc tấn công từ nhiều hướng. Từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Moscow đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào thị trấn này. Kể từ ngày 10 tháng 10, Nga đã tấn công Avdiivka từ hai hướng. Ban đầu Moscow chịu tổn thất lớn, nhưng sau đó đã đổi chiến thuật và giành được một số vị trí ở phía bắc và phía nam thị trấn nhằm đẩy các lực lượng Ukraine sâu vào bên trong lòng trào và bao vây xung quanh. Trong những ngày gần đây, Kiev được cho là đã tái triển khai các đơn vị lữ đoàn cơ giới 47, một trong những đơn vị có kinh nghiệm và được trang bị tốt hơn từ tiền tuyến gần Orykhiv đến Avdiivka, một dấu hiệu có thể cho thấy các chỉ huy Ukraine lo ngại phòng tuyến của họ sẽ bị sụp đổ. Oleksiy Hetman, một nhà phân tích quân sự của Ukraine cho rằng đây là một quyết định chính trị để giữ vững thị trấn chiến lược. Trong thời gian tới, Ukraine có thể huy động tất cả các lực lượng mà họ đang có ở Avdiivka, cũng như triển khai thêm quân dự bị đến đây.
Ông Mick Ryan, cựu tướng của quân đội Australia lưu ý, cuộc tấn công vào Avdiivka cũng có thể là dấu hiệu cho thấy Nga tin rằng cuộc phản công của Ukraine đang suy yếu và họ có thể nhanh chóng giành được thế chủ động. Theo nhận định của nhà phân tích Stephen Biddle, khả năng Nga đạt được bước đột phá tại Avdiivka là rất khó khăn, nhưng nếu họ dồn đủ nguồn lực vào cuộc giao tranh tại khu vực này, họ có thể chiếm được thị trấn như những gì Nga đã làm được ở Bakhmut. Nỗ lực vượt sông Dnipro đầy thách thức. Cách Avdiivka khoảng 500 km về phía đông nam, quân đội Ukraine đang cố gắng vượt sông Dnipro. Trong hai tuần qua, tại một địa điểm dọc theo vùng đầm lầy ngập nước dọc bờ đông con sông, các đơn vị bộ binh của thủy quân lục chiến Ukraine và nhiều đơn vị khác đã phải chống chọi với các cuộc tấn công thường xuyên của lính dù, máy bay chiến đấu và pháo binh Nga. Một blogger của Nga cho biết Ukraine đã thiết lập được đầu cầu đổ bộ thứ nhất tại khu định cư Karinki và đầu cầu thứ hai nằm xa hơn về phía thượng nguồn. Vẫn chưa rõ nỗ lực của Ukraine có thành công hay không bởi việc vượt sông rất phức tạp và nguy hiểm, ngay cả với những quân đội được trang bị tốt nhất. Các chuyên gia cho rằng lực lượng Ukraine sẽ phải điều động thêm binh sĩ và thiết bị bọc thép hạng nặng qua sông mới có hy vọng mở một mặt trận lớn mới chống lại quân đội Nga. Trong trường hợp khả quan, cuộc vượt sông được coi là tín hiệu tốt khi cuộc phản công kéo dài suốt 5 tháng qua của Ukraine bị sa lầy trước hệ thống phòng thủ đáng gờm của Nga và tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn khi mùa đông tới. Trong trường hợp bi quan, đây được xem là dấu hiệu của sự tuyệt vọng hay cú hích cuối cùng cho một nỗ lực không thành công nhằm cắt đứt hành lang đất liền do Nga kiểm soát và tiến tới biển Azov. Ukraine khó có thể giành thế chủ động. Ông Stephen Biddle, cựu cố vấn quân đội Mỹ nhận định rằng Nga đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt phòng thủ, có một lực lượng dự trữ đáng kể, trong khi Ukraine chiến đấu chủ yếu với lực lượng được huy động từ đầu năm 2022 và thậm chí không có đủ thời gian để huấn luyện tân binh. Hai yếu tố này không thuận lợi cho Kiev để tiến hành cuộc tấn công nhanh chóng. Tại khu vực Zaporizhia ở phía nam, một trong ba mũi phản công chính, quân đội Ukraine đã sử dụng các phương tiện do phương Tây cung cấp như xe tăng Leopard, xe bọc thép Bradley, xe chiến đấu bộ binh Marder để chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga. Nhưng nỗ lực này không thành công trong khi Ukraine tổn thất một số lượng lớn trang thiết bị. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington cho biết lực lượng Ukraine mỗi ngày chỉ tiến trung bình được 90 mét trên mặt trận phía nam trong thời kỳ cao điểm của cuộc phản công. Đây có thể nói là một thách thức lớn đối với quân đội cũng như giới lãnh đạo Ukraine. Theo Viện các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, việc thiếu đột phá trong các cuộc tấn công mùa hè của Ukraine cũng như sự thay đổi lợi thế về trang thiết bị của Nga đã buộc Kiev phải chiến đấu một cách thận trọng nếu muốn giành thế chủ động. Ukraine nói hai xe tăng T-72 của Nga bị phá hủy trên mặt trận Kupiansk. Hai xe tăng T-72 của Nga sau khi vướng bãi mìn đã bị máy bay không người lái của Ukraine kết liễu bằng một đòn tấn công chính xác. Ông Astem Lysoho, người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Lugansk của Ukraine ngày 2 tháng 11, đã đăng tải một đoạn video trên Telegram kèm nội dung Nga đã thất bại trong việc sử dụng T-72 trong các cuộc tấn công vào thành trì Kupiansk. Sau khi bị trúng mìn, một chiếc xe tăng T-72 đã phát nổ ngay lập tức, chiếc còn lại bị hư hại nhẹ. Tuy nhiên, chiếc T-72 sau đó bị lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy bằng một đòn tấn công chính xác bằng máy bay không người lái. Hiện giới chức Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên. Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tích cực huy động xe tăng phương Tây cũng như nhiều máy bay không người lái nội địa trên mặt trận. Hôm 29 tháng 10, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine thông báo đã triển khai hơn 1.500 máy bay không người lái UAV cảm tử Sarais nội địa nhằm tăng cường sức mạnh cho binh sĩ nước này ở mặt trận phía đông trong cuộc xung đột với Nga. Vào tháng 5 năm 2023, Nga tuyên bố tung hàng loạt xe tăng T-90M và T-72 vào chiến dịch quân sự đặc biệt. Được biết, biến thể T-72 được Nga triển khai trên chiến trường là T-72B3 nâng cấp với hệ thống điều khiển hỏa lực và bộ giáp bảo vệ gia cố chắc chắn hơn để tăng khả năng sống sót trên chiến trường. T-72B3 vẫn giữ nguyên vũ khí chính là pháo nòng trơn 2A46M5 125 ly với cơ số đạn mang theo là 40 viên. Pháo có khả năng bắn các loại đạn xuyên giáp APDS, phân mảnh nổ HEF, chống tăng nổ mạnh HUS và các tên lửa chống tăng như là 9M119 SPY hoặc là 9M119 Breflex. Vũ khí thứ cấp được trang bị cho xe tăng là súng máy PKTM 7,62 ly được gắn đồng trục bên phải vũ khí chính và một súng máy NSV 12,7 ly được gắn trên tháp chỉ huy.
Mỹ, châu Âu thảo luận với Ukraine về hòa đàm với Nga. Các cuộc đối thoại giữa quan chức Mỹ, châu Âu với Ukraine bao gồm phác thảo khái quát về những gì Kiev có thể phải từ bỏ để đạt được thỏa thuận với Nga. Các quan chức Mỹ và châu Âu đã âm thầm trao đổi với chính phủ Ukraine về việc hòa đàm với Nga nhằm chấm dứt xung đột. Đài NBC Mỹ ngày 4 tháng 11 dẫn nguồn tin từ quan chức và cựu quan chức cấp cao Mỹ cho biết. Các đối thoại bao gồm các kế hoạch khái quát về những gì Ukraine có thể phải từ bỏ để đạt được thỏa thuận với Nga, nguồn tin cho biết. Một số trao đổi đã diễn ra vào tháng 10 trong cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine bao gồm 50 quốc gia ủng hộ Ukraine, trong đó có cả các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Bế tắc, các thảo luận diễn ra trong bối cảnh giới chức Mỹ và châu Âu lo ngại xung đột Nga-Ukraine đã đi vào bế tắc, cũng như những khó khăn về khả năng tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Các quan chức từ chính quyền của Tổng thống Joe Biden lo rằng Ukraine đang cạn kiệt lực lượng, trong khi Nga có nguồn cung dường như vô tận. Ukraine cũng đang gặp phải những khó khăn trong việc tuyển quân và đã vấp phải sự phản đối của công chúng về yêu cầu nhập ngũ không giới hạn của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Chính phủ Mỹ cũng cảm thấy băn khoăn khi công chúng ngày càng ít chú ý đến cuộc chiến ở Ukraine sau khi xung đột Israel-Hamas nổ ra hôm 7 tháng 10. Một sự thay đổi có thể khiến việc viện trợ bổ sung cho Kiev trở nên khó khăn hơn. Bày tỏ với các đồng minh châu Âu, giới chức quân sự Mỹ nói Ukraine có thể chỉ còn thời gian đến cuối năm nay hoặc lâu hơn thế một chút trước khi các cuộc đàm phán cấp bách hơn về hòa đàm nên bắt đầu. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Mỹ Andrew Weston tuyên bố mọi quyết định về đàm phán đều tùy thuộc vào Ukraine. Washington vẫn tập trung vào việc ủng hộ mạnh mẽ Kiev trong cuộc chiến bảo vệ tự do độc lập. Theo NBC, để khuyến khích ông Zelensky đàm phán, NATO có thể đưa ra cho Ukraine một số đảm bảo an ninh dù Ukraine không phải là thành viên của liên minh quân sự này. Ông Putin có sẵn sàng đàm phán. Nguồn tin của NBC nói không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Quan chức phương Tây nhận định Tổng thống Nga tin rằng ông có thể tiếp tục chiến đấu cho đến khi Mỹ và đồng minh mất đi sự ủng hộ trong nước với việc viện trợ cho Ukraine hoặc việc cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine trở nên quá tốn kém. Cả Nga và Ukraine đều đang gặp khó khăn trong nguồn cung đạn dược. Phương Tây cho biết Nga đã tăng cường sản xuất đạn pháo và trong vài năm tới có thể sản xuất 2 triệu quả đạn mỗi năm. Nga cũng đã tiêu tốn 10 triệu viên đạn ở Ukraine vào năm 2022. Vì vậy, nước này sẽ phải dựa vào nguồn đạn dược từ các quốc gia khác. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết chính quyền của ông Biden đã chi 43,9 tỷ đô để hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Hiện Mỹ còn khoảng 5 tỷ đô để gửi cho Ukraine. Ông Biden cũng trấn an các đồng minh rằng quốc hội nước này sẽ phê duyệt viện trợ bổ sung cho Ukraine và đang lên kế hoạch cho bài phát biểu quan trọng về vấn đề này.